That's your food. Do you like it? How's your food, Ying? Good? Oh. Super good. How's your Thai fried rice? Is it good? Yeah? Good, man. Too much food. Yeah. Hello. What is that? That's what I said. You guys ate with the roommate yesterday? Mm-hmm. How old is she? 25. Why? We're just wondering. Westminster, Orange County, Agali, Nam Gali. Mấy chế ban đêm đi ăn cháo gỏi gà. Mấy chế một em. Tự nhiên đi. Tự nhiên ăn đi nha. Rồi cho. Coi. Ủa hình như có nửa vịt đúng không? Cái này nửa gà. Dạ, còn nửa vịt nữa. Đây là miếng thịt rất là ngon gung nắc luôn à. Nhức nắc. Cái này là ngon bá cháy luôn. Chưa ăn mà sao biết. Ngon bá cháy. Nó không sao rồi. Ủa hình như ở đây á mình ăn á hết tô cháo nó cho mình thêm tô đúng không? Ừ. Hết cháo free. Với hết cái gỏi nó cho thêm cái free hơn. Một cái free. Dạ. Quý vị xuống dưới đây ăn á mua nửa vịt nửa gà ăn xong hết tô cháo nó cho cái free. Gỏi cũng vậy. Nước mắm gừng ăn ngon không? Vừa ăn không? Vừa ăn không? Gỏi nè. Trắng nè. Cháo quẩy không? Không biết giỏi cháo quẩy này nó đặt người ta hay là nó làm ở đây luôn ha? Làm tươi á. Coi nè. Chống lỏng mà không có dày. Không lấy tự mình chiên ở đây. Cho quẩy ăn với cháo. Ngon Linda. Mình còn review á, hai cái review. Dạ, review. Mình là nó
cho em xin cái muỗng. Vậy hả? Ăn này là quan trọng nước mắm á. Nó có cái người chuyên môn bán phở vịt ở dưới San Jose á, như nói á, vịt nó có 3 loại vịt, muốn mua rẻ cũng được, muốn mua thứ loại thịt thừa, thứ mắc, thứ mắc có là nó thịt nhiều. Đúng rồi. Cái đàn phòng nó chấm mua thứ mắc mỡ nhiều, không mỡ nha, có loại vịt cái da dày mỡ không mỡ với cái da dày. Ngon. Cái này chắc nó bỏ vô máy nó cắt chứ cắt được. Yeah, cắt bằng tay xong mà nó đều quá. Mà cái cháo ngon. Cái này mà có chỗ muốn ăn ra mua cho gọt khỏi thằng làm mất công tấu phải. Nấu xong mình mệt. Mà tiệc tùng cũng vậy, nó mua ra đây ăn này á. Hả? Mua về ăn cho bác thì anh qua thấy có cái chợ mà đặt cho con thay đi nó quảng cáo mỗi măng có 30-30 nữa. Ở đây nó nhiều chỗ đó. Nhưng mà nhập cho khách thì á, mình nhiều.